xúc động tâm hoài, gọi chúng sanh. Thoát ly cảnh tục sớm tu hành, tham chi giả tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiền trói thân. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Ba Mạnh xin được gửi lời chào đến tất cả quý ông bà cô bác và anh chị em đồng đạo trong nước cũng như ngoài nước. Thì hôm nay nhân cái dịp chúng tôi đi cái công việc trở về Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, ghé thăm viếng một số huynh đệ đang tu tập ở nơi đây. Cũng nhân duyên gặp lại được cư sĩ Thành Hậu, và Thành Hậu có nhã ý là nhờ chúng tôi sẽ diễn âm lại lời cho Phật Đức Thầy qua vài bài thi văn ngắn hay hoặc giả là trong sấm giảng của Thầy, để cho cô bác đồng đạo ở trong nước cũng như ngoài nước nghe lại cái giọng đọc của Ba Mạnh. Thì trước đây thì Ba Mạnh cũng cùng một số anh em đọc giảng viên ở trong cái làng đạo Phật giáo Hòa Hảo thì có thu rất nhiều đĩa CD cũng như VCD phát hành. Và hôm nay thì Ba Mạnh xin được đọc lại để cho quý vị thưởng thức lại giọng đọc thôi, còn giống như ngày xưa không nghe quý vị. Thì để mở đầu chương trình diễn âm lại lời trong Phật Đức Thầy trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, thì đầu tiên Ba Mạnh cũng thể theo cái lời yêu cầu của quý vị nào hồi nãy có yêu cầu Ba Mạnh sẽ đọc lại bài Nghĩ Những Ngày Qua. Thì bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán năm Canh Thìn 1940. Kính mời quý vị cùng lắng lòng thưởng thức. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghỉ những ngày qua, lòng tớ là không chẳng nhớ nhà. Nhớ cả vạn dân trong bốn biển, gặp hồi truy lạc đạo càng xa. Mộng hồn trong bóng dần dơ bay, sương tỏ trắng trong chói rạng đài. Bóng xế tà tà về núi ngủ, trong chừng ông tàu vẽ cù hay.
Ông hỡi khách chờ khách sẽ xem, cảnh cũ ôi thôi quá cũ mềm. Dùng dây đỡ đừng cơn sấm chớp, vinh hoa phú quý chẳng mơ thèm. Phút chốc vui mừng cuộc trí trí, cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi. Tình yêu nhân loại càng thêm đậm, có lẽ chân nhân lúc thánh thì xúc động tâm hoài gọi chúng sanh. Thoát ly cảnh tục sớm tu hành, gia thuyền đến bến đưa người thế. Chớ đắm hồng trần nẻo lời danh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị nghe lại cái giọng đọc của bà Mạnh có còn giống như ngày xưa không quý vị? Thật ra thì những cái đĩa mà Ba Mạnh thu trước kia đó cách đây cũng hơn mười mấy năm rồi. Thì lúc đó là cái tuổi cũng còn trẻ cho nên cái làn hơi và giọng đọc còn rất là trong, rất là mạnh. Nhưng bây giờ thì gần 50 quý vị ơi. Nói chung thì già thì không có già, nhưng mà so lại cái thời điểm đó thì Ba Mạnh lớn rất là nhiều. Cho nên cũng có thể nói là giọng đọc nó kém hơn xưa nhiều không quý vị? Rồi một lần nữa thì Ba Mạnh chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như lắng nghe giọng đọc của mình rất là nhiều nha. Rồi giờ quý vị bày cổ ha. Giờ mình phải hay xưa luôn. Thì kính thưa với quý vị, để liên tục chương trình diễn âm lại lời cho Ngọc Đức Thầy trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, thì giờ đây thì Ba Mạnh cùng với Thành Hậu sẽ đọc lại cái bài hoài cổ thể theo cái lời yêu cầu của cô bác độc đạo ở trong nước cũng như nước ngoài ha. Giờ đây thì xin kính mời quý vị đồng thưởng thức lại bài hoài cổ ạ. Giờ đây thì quý vị sẽ được thưởng thức qua hai giọng đọc của huynh đệ chúng tôi Văn Mạch và Thành Hậu ha. Rồi bài tiếp theo, bài hoài cổ, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Bình tâm cất nghi bút tỏ lời, xét xem hai chữ vẫn thời còn xa. Liếc nhìn thấy giới càng qua, ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường. Dốc lòng tranh
Bá Đồ Vương đeo câu danh lời lấp đường nghe nhân. Gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ bần quân lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân thường, thánh nhân đã vạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa ở ăn hộp lè ráng chừa tiêu nhân. Trên vua Minh chánh cầm cân, dưới hoàng liêm tiết sự phân công bình, quyền cha quản suốt gia đình, dạy con phải phép vẹn gìn hiếu trung. Từ ngày cách mặt cửu trùng, thay đời đổi cách bất tùng thánh tiên. Bút lông dẹp với dìa nghiêng, thế vào bút sắc cùng viên mực tròn. Lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy. Nên ta thở dân than dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Dứt trần mang bộ sông nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tình tâm. Đừng gây chinh chiến u âm, để gây hạnh phúc mà tâm Phật tiên. Ta bà thật cảnh phiền, duyên trần câu kết quan thiên báo đền. Thiều quan thấm thốt dương tên, mắt dòng sách từ có bền được đâu. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hài theo hầu Phật tiên. Tham chi giả
tạm của tiền, như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Tính sông món ơi nợ lần khấn, thoát dòng cương tòa pháp thân nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du gió trụ thánh nhàn, biết bao. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, tiếp theo anh em thôi đọc bài kế tiếp luôn đi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì để liên tục chương trình, Ba Mạnh cùng với Thạch Hậu sẽ diễn âm lại bài Dục Kinh Huyền. Thì cũng như chúng tôi nói từ lúc đầu đó, là sấm giảng và thi văn của Đức Thầy, nói chung là câu nào bài nào cũng rất là hay, tại vì lời của Đức Thầy là lời của Phật, cho nên là câu nào bài nào cũng hay hết. Thôi thì sẵn đây mình đọc luôn khỏi tìm kiếm. Còn nếu quý vị nào có yêu cầu, có tâm đắc cái bài nào theo cái sở thích của mình thì quý vị cứ yêu cầu lên nha, rồi sau đó Ba Mạnh sẽ đáp ứng theo yêu cầu của quý vị đồng đạo. Thì để liên tục chương trình là bài Dục Kinh Huyền, bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ 1942. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Rồi mời Thành Hậu đọc trước nha. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi ôi trời đất mấy muôn trùng, muốn dụng kinh quyền đạt hiếu trùng, ngặt nỗi thân phàm dương dân nàng, trường thi chưa mở trong chưa thùng. Trong chưa thùng sĩ tử vẫn chờ trong, mong ngóng mau mau thấy mặt rồng. Bạn hồ danh đề tên chi sĩ, đem tài thao lược giúp non sông, giúp ơi non sông trong lúc chiều giang trung, tham lễ tràn tuôn phải chẳng ngừng, mịt mịt mờ mờ mưa gió đàn, phong trần đài đỏ mấy mười xuân, mấy mười xuân vắng chủ trong hoài, thân gửi nơi người nào
dài. Trời đất lẽ nào không xét đến, để cho dân việc khổ lâu dài. Khổ lâu dài nay sắp mãn hay chưa, cầu nguyện Phật trời gọi móc ơi mưa, kiếp mở lòng qua xoay mái tàu, cho dân hồng lạc thọ ân thừa. Thọ ân thừa mà được cánh nhàn trăm họ đầu đế trước thanh hoàng, nguyện giữ can thường dịch Phật đạo, giáo hòa mãi mãi với lân bàn, với lân bàn sẽ dứt mối thâm thù trên dưới một lòng chí chẳng dám trễ bê đường đạo đức, đặng mong chẳng dương cảnh ao tù. Cảnh ao tù giờ dần phải còn nặng trĩu trên đầu héo ruột gan, chỉ dốc thoát ly dòng xích tòa, cầu trên thành chúa vực ngai vàng. Chúa vực ngai vàng sải mới yên, rời ngay cảnh tục trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết não phiền. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe ha. Và bây giờ thì có quý vị nào yêu cầu Văn Mạnh với Thành Hậu đọc bài gì không ạ? Thì quý vị mình biết anh em cũng gần 20 năm gần 20 năm mới
Xin chào sư tỷ Thúy Thanh nha. Xin chào hiền đệ Thanh Phùng Thiên, là Thiên Phùng Thanh. Hiểu là tí là vậy đó. Rồi bây giờ tiếp theo thì Thanh Hậu và sư huynh anh ta sẽ gửi đến quý vị qua một tác phẩm nữa, tức là Gỡ Bất Diệu Ca ở Bạc Liêu, để cảm tạ ông thầy chữa bệnh cho đức thầy mà không lấy tiền thuốc. Xin đọc lời anh ta. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi ức hàng thăm mong bác sĩ, cầu chúc ông phước chỉ được lai tăng. Cuộc thế trần nhiều đoạn khó khăn, nên lôi kéo bần tăng vào cánh xuống Bạc Liêu. Chưa bao nhiêu đồ bóng ruột tầm quằn quằn rất đau, phần thương dân phổi héo gan xào, ngồi đi đứng nằm lăn lóc mài, cùng nhận được trần hoàng là khổ hài, dốc tầm đường phóng dài cho thân diệu nhân sanh, khỏi chốn mê lầm bờ giác ngàn kiên tâm lần bước tới. Hoàn cảnh chẳng gấp hồi lai, ẩn nhẫn hoài chờ đợi dẫn anh thông, để đem hô trí óc với gan lòng đền đáp lại cuộc chờ trong ngoài ngõ. Cũng rất thẹn bình đau dò cho, tuy thuốc dùng chẳng tuyệt được cơn đau, chớ ông đâu dễ quên nào, muốn đáp lại lấy chi mà đền đáp. Nếu ông có vui lòng dung nạp tỏ dài hàng gọi đáp ân nhau, phần ước duyên nguyện để về sau khi thông thả sẽ đến trao lời cảm tạ. Cảm ơn ông
Tây Phương. Cầu giúp Bần Tăng khúc đoạn trường, những bệnh trầm ưu nên chẳng mạnh, nở cùng bách tính hời còn dư, dương dân trong dòng cương tỏa ấy, lòng nào mà chẳng xót thương chung, bao giờ đạo pháp ta thông đạt, quyết cứu sanh linh cảnh não nùng, thôi cũng an lòng nơi số phận, đợi chờ dẫn tới sẽ tuôn mây. Về trên thượng giới đàn kim khuyết, tâu lại trần gian cơ sự này. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi lần nữa thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã lắng nghe Ba Mạnh và Thành Hậu diễn âm lời cho Mặt Đức Thầy. Giờ thì mình sẽ đọc tiếp thêm một bài nữa nha quý vị. Rồi. Tiếp theo đây thì xin được giới thiệu cùng quý vị qua một cái tác phẩm rất là hay trong những cái bài tin nhắn ngắn của Đức Thầy. Thì bài này với cái tựa đề là Tự Thán. Thì bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán tháng Chạp năm Canh Thìn 1940. Thì kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nam mô A Di Đà Phật. Vì đâu bốc ngọn lửa tầng, mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Nghĩ mình chọn kiếp con quan, quê hương rải đa dặm tràng sơn xuyên, tổ đường còn một cành quyên, từ đường hôm sớm luôn phiền chờ trong. Hai em thiểu trí thơ đồng, chỉ đà an phần theo chồng đàn xa. Từ mang một tấm áo già, mùi thuyền đã thấm ơn nhà, lật nghi phai sông xanh ra phần rối mài,
một đời một đạo đến ngày chung thân. Tuy là xa cách cố nhân, nơi đời triệu mến đi xuống ơi gần cửa ơi không. Từ bi buộc chặt cội lòng, còn ơn cúc dục để hồng mai sao. Bể trần sống cuồng lao sao, sông thuyền bát nhà lướt vào một phen. Quán chi lực kém tài hèn, dù đời bát đại ngọn đèn cứ nêu soi từ đài cát xá liều, cho người truy lạc biết điều nghĩa nhân. Tài tài hai chữ cần phân, trời ban quả phước một lần cho ta. Mắt đen thấy mắt trắng lòa, Phật ma ma Phật mới ra giờ tu. Trời già tai khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt phá buồn lần vui. Năm cánh luôn những sụt sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang. Sầu chúng ta cất tiếng than, phù sinh kịp có đoạn tràng thì thôi. Bon bon chuông dục mấy hồi, rầm rầm súng nổ trên đồi xa xa. Đầu canh tiếng đồng bên nhà, chờ ba canh một thì gà gáy tan. Ngày xuân cách cội xa làng, người quê quán chờ như hoàng linh đinh. Vừa cơn sóng gió bất bình, số trời đã định phận mình biết sao. Ngày xưa mấy bậc anh hào, giàu sanh ra từ gia nào chết than. Thân này đã ngắm trầm nhang,
vui cầu bác ai bền gan đợi chờ. Đêm khuya vắng lặng như tờ, dài hàng nhũ hết chớ ngơ ngần lòng. Gắn tình đừng lắm ơi ngóng trong, hung tình sao ấy trời đông lờ mờ. Hiềm gì mắt la thiên thơ, đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thì lòng dằn lấy lòng, gặp đây đến cuộc mấy rồng chẳng xa. Đêm khuya lác đác sương xa, phòng khuya lạnh lẽo có ta với phòng. Gật gù suy cuộc hức giông, quyết xoay mái tạo gạch gồng chưa y. Tri thần nhớ đến tiếng khuyên, gọi hồn cô uy quất sầu riêng một mình. Trầm ngâm vẻ mặt làm thinh, tựa mình bên gối giấc quỳnh đã say. Mơ tiên hồn muốn dục bay, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói không? Bắt nói. Nói lời chia tay của con ha. Nam Mô Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì kính thưa anh ba, rất là may duyên. Tuy nhiên anh em thì ở cũng không xa, nhưng mà vì cái công việc mỗi người thì cuộc sống, nhưng mà đặc biệt hơn là hôm nay được một cái may duyên anh ba trở về đây, được mời anh ba đọc giảng chung với Thành Hậu là một cái điều hết sức là diễm phúc. Thì từ đây trở về sau, nếu quý vị cùng với chúng tôi sẽ trực tiếp mời anh ba để tham gia vào chương trình đọc giảng, để cho quý vị mình sẽ nghe qua những giọng đọc của anh ba, rất là truyền cảm so với trong làng đạo chúng ta. Phải nói là rất hiếm người được cái giọng đọc của như Xuân Ba. Kể như anh em tính mà cầm cái mic này mà đọc thì lúc mà thâu đó tính ra là trên 10 năm. Trên 10 năm anh em mới mới gặp nhau để hội ngộ. Dạ, vậy thì một lần nữa Thành Hậu thay lời cho toàn thể quý vị xem trên màn ảnh nhỏ. Xin chân thành cảm ơn anh ba Mạnh rất nhiều, và xin chúc cho anh ba luôn luôn được thân khỏe và tâm an và trên con đường tu thân hành thiện của mình. Xin chân thành cảm ơn anh ba ha. Thôi anh ba cũng chia sẻ vài lời đối với bà con đó, mình hẹn dịp khác nữa chứ không lẽ vậy thôi anh ba. Thì lời sau cùng ba Mạnh cũng xin được chân thành cảm ơn Thành Hậu như tất cả cô bác anh chị em đồng đạo trong nước cũng như ngoài nước đã lắng nghe ba Mạnh đọc giảng nãy giờ. Và lời nói sau cùng thì ba Mạnh cũng xin được cầu chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và luôn tinh tấn tu hành trên con đường đạo pháp, để rồi một ngày nào đó như lời Đức Thầy đã cho biết là bây giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hội cùng kề với nhau. Thì xin một lần nữa kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và luôn tinh tấn tu hành trên con đường đạo pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.